Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Sau đây là bản tin. Nghịch lý, Honda Way Alpha Thái Lan về đến Việt Nam cao gấp 3 lần, ngang ngửa SH125i. Honda Way Alpha Thái Lan khi về đến Việt Nam có mức giá bị đội lên gấp 3-4 lần so với giá gốc. Honda Way 110i sản xuất tại Thái Lan sau khi ra mắt thị trường nội địa có mức giá từ 37.100 đến 45.700 baht, khoảng 25,1 đến 30,7 triệu đồng. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, một đại lý kinh doanh xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh lại rao bán chiếc xe này lên tới 80 triệu đồng, bao gồm cả phí ra biển số, lăn bánh. Mức giá này tại thị trường Việt Nam đã cao gấp 4 lần so với mức giá được rao bán tại Thái Lan, thậm chí mức định giá của đại lý nhập khẩu. Phân phối mẫu xe máy số phổ thông này ngang ngửa với giá đề xuất của xe tay ga cao cấp Honda SH125i tại Việt Nam. So với Honda Way Alpha 110 tại Việt Nam, Honda Way 110i Made in Thái Lan có kiểu dáng thiết kế thể thao với nhiều đường gân góc cạnh hơn, cụm đèn pha tạo dáng gọn gàng, thanh thoát và trang bị công nghệ đèn LED thay vì đèn halogen như Way Alpha 110 tại Việt Nam. Bên cạnh đó, kích thước thiết kế lớn hơn giúp Honda Way 110i nhập từ Thái Lan cung cấp hộp chứa đồ rộng hơn 10 lít, bình nhiên liệu 5 lít, lớn hơn so với Way Alpha 110 sản xuất tại Việt Nam. Đáng chú ý, Honda Way 110i nhập từ Thái Lan cũng trang bị động cơ Cylindern 4 kỳ làm mát bằng không khí, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử BGMFI. Tuy nhiên, động cơ này đã được tinh chỉnh cho mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,3 lít trên 100 km, tiết kiệm hơn 0,5 lít so với Way Alpha 110 tại Việt Nam. Honda Way 110i nhập từ Thái Lan có kích thước tổng thể là 706 x 1919 x 1083 với chiều dài cơ sở là 1227mm, khoảng sáng gầm là 132mm, khối lượng 100kg. Xe sử dụng bánh đường kính 17 inch với lốp có xăm kích thước trước sau lần lượt là 70/90 và 80/90. Có hai phiên bản cho người sử dụng gồm vành lan hoa hoặc vành đúc. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn pha công nghệ LED mang tới hiệu suất chiếu sáng tốt hơn và bề ngoài hiện đại hơn. Được biết, trước Honda Way 110 2022, mẫu xe Honda Way 125i nhập từ Thái Lan có thiết kế tương tự Honda Future 125i sản xuất tại Việt Nam cũng được một số đại lý kinh doanh xe không chính hãng nhập khẩu phân phối với giá gần 90 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất.